toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin tài chính 24 giờ của XTB. Quý vị thân mến, bản tin tài chính 24 giờ hôm nay trên kênh XTB có những nội dung chính như sau. Các chỉ số Mỹ đã đóng phiên thấp hơn hôm qua khi S&P 500 giảm 1,01%, Dow Jones giảm 1,39% và Nasdaq tăng 0,48%. Tâm lý thị trường châu Á diễn biến có phần tích cực hơn khi Nikkei tăng 2,6%, S&P ASX 200 giao dịch tăng 1% và Kospi tăng 1,9%. Các chỉ số chứng khoán ở Trung Quốc đồng loạt tăng. Có vẻ sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, nền kinh tế Trung Quốc đã nhanh chóng phục hồi trở lại. Hợp đồng tương lai chỉ số DAX và S&P 500 có giá tăng nhẹ. Tổng số ca nhiễm virus corona tính đến thời điểm hiện tại đã tăng lên đến 1.925.000 người, trong đó 440.000 người đã hồi phục và số ca tử vong chiếm khoảng 120.000 người. Dữ liệu trong những ngày qua cho thấy số ca nhiễm virus corona mới đã bắt đầu giảm dần. Đây cũng là một trong những tin vui nhất những ngày qua và hy vọng rằng thị trường trong thời gian sắp tới sẽ diễn biến tích cực hơn. Ấn Độ thông báo tăng thời gian cách ly đến ngày 3 tháng 5. Mỹ cũng đang đề xuất tăng thời gian cách ly đến ngày 7 tháng 5 và Pháp sẽ tăng thời hạn cách ly đến ngày 11 tháng 5. Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố đã có hơn 70 loại vaccine đang được nghiên cứu và thử nghiệm. Hiện tại, đầu tư vào các công nghệ sinh học đang là xu hướng của các nhà đầu tư chứng khoán. Dầu tiếp tục tăng 2 ngày liên tiếp sau khi thỏa thuận về việc cắt giảm sản lượng dầu tại OPEC cộng được thông qua và đồng ý cắt giảm 9,7 triệu thùng trên một ngày. Kết hợp với việc cắt giảm ở các quốc gia G20 và chiến lược mua dự trữ, nâng tổng mức cắt giảm lên đến 19,7 triệu thùng trên một ngày. Một tin tốt cho các nhà đầu tư dầu dài hạn. Chính phủ Úc dự kiến thảo luận về việc mở cửa lại nền kinh tế vào thứ Năm tuần này. New Zealand đang thảo luận với ngành công nghiệp trong việc hoạt động lại. Một số tiểu bang ở Mỹ đang lên kế hoạch trong việc chấm dứt cách ly. Cán cân thương mại của Trung Quốc nằm ở mức 19,96 tỷ USD trong tháng 3, dự kiến 20 tỷ USD. Xuất khẩu giảm 6,6% hàng năm, dự kiến giảm 13,9% hàng năm. Trong khi đó, nhập khẩu giảm 0,9 hàng năm, dự kiến giảm 9,8% hàng năm. Niềm tin doanh nghiệp Úc đã giảm từ âm 4 đến âm 66 điểm trong tháng 3. Điều kiện kinh doanh giảm từ 0 xuống 21 điểm. Hàn Quốc cảnh báo rằng Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa tầm ngắn xuống biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đồng đô la Úc và đồng New Zealand là những tiền tệ có hiệu suất tốt trong các loại tiền tệ chính. Đồng đô la Mỹ và đồng Yên Nhật là những loại tiền tệ có hiệu suất kém nhất. Tiền tệ các nước đang phát triển EM tăng, kim loại quý và kim loại công nghiệp tăng mạnh. Quý vị thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại bản tin thị trường tài chính 24 giờ cùng XTB. Quý vị có những quan tâm về tin tức thế giới cũng như tài chính hãy truy cập vào website của chúng tôi www.xtb.com.vn để đón xem những bản tin về tài chính cũng như những phân tích thị trường. Quý vị đừng quên khung giờ 19 giờ hàng ngày trên YouTube XTB Việt Nam để cùng điểm tin với chúng tôi nhé. Chúng tôi cũng xin được thông tin đến quý vị vào lúc 11 giờ sáng ngày 26 tháng 4. Chúng tôi sẽ có một phiên talk show online với hai khách mời đặc biệt là MC Quốc Khánh và nhà sáng lập của Trader Việt anh Dương Huy. Chúng tôi rất mong là quý vị sẽ cùng đăng ký tham gia vào đường link đính kèm. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.